Hôm nay mùng 7 tháng 9 kỷ niệm 52 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi chiếc camera đầu tiên tự lắp đặt trong thời kỳ sơ khai đến nay, Đài Truyền Việt Nam đã phát triển một cách toàn diện. Với hạ tầng cơ sở vật chất khang trang, công nghệ hiện đại, các chương trình thường xuyên được đổi mới nội dung và hình thức thể hiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả. Đặc biệt, phát triển các chương trình trên nền tảng số đang là một trong những ưu tiên của Đài Truyền Việt Nam hiện nay. Hơn nửa thế kỷ qua, VTV đã định vị trong lòng công chúng như một kênh thông tin chủ lực, chính thống, đáng tin cậy nhất. Các thế hệ của Đài Truyền Việt Nam đã, đang và luôn tiếp bước để cùng nhau đi trên con đường vì sự nghiệp phát triển của truyền hình Việt Nam bằng sự đam mê và tình yêu với nghề. Cảm ơn vì đã yêu VTV.